Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Ngắm nhan sắc trẻ trung của nàng hạ tự vi Lâm Tâm Như. Lâm Tâm Như vẫn sử dụng nhan sắc trẻ trung ngay cả khi cô không phải trang điểm cầu kỳ như đã bước sang tuổi 46. Mới đây, bức ảnh tự sướng của Lâm Tâm Như và một số người bạn đã được đăng tải trên mạng xã hội và khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao. Dù không còn quá trẻ và đạm một lần sinh nở nhưng làn da đều màu, mịn màng của Lâm Tâm Như khiến nhiều đàn em cũng phải ao ước. Cô từng tâm sự rằng là một phụ nữ, cô rất chú trọng chăm da. Nữ diễn viên hầu như không trang điểm khi không phải làm việc, đóng phim hay tham gia dự sự kiện. Cô luôn giúp da được thở tối đa. Việc duy trì ăn uống nhiều rau xanh, hoa quả và uống đủ nước giúp cô có được làn da luôn căng mọng. Ngoài ra, trong những ngày không phải trang điểm cầu kỳ, cô luôn cố gắng nuôi da bằng những loại kem dưỡng ẩm hay kem chống nắng. Lâm Tâm Như cũng chăm chỉ tập thể dục để giúp da được bài tiết và hồng hào. Chính vì vậy, khi bước vào tuổi 46 nhưng Lâm Tâm Như vẫn duy trì được dáng vóc và làn da trẻ trung so với tuổi. Trong khi một bài phỏng vấn gần đây, Lâm Tâm Như thừa nhận rằng cô bắt đầu thấy mình già đi và làn da cũng có những khiếm khuyết. Tuy nhiên, sự từng trải và kinh nghiệm sống là điều khiến cô cảm thấy quý trọng khi tuổi tác ập đến. Nữ diễn viên cũng không bị ám ảnh quá mức vì tuổi tác hay sự trẻ trung mà học cách chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân. Trong quá khứ, truyền thông từng đăng tải những bức ảnh tố cáo làn da không đều hay những nhược điểm trên gương mặt của Lâm Tâm Như. Nhưng nữ diễn viên nổi tiếng xứ Đài không để những điều này làm ảnh hưởng tới tâm trạng. Cô hiểu rằng không ai trên thế giới này hoàn hảo. Mới đây, Lâm Tâm Như lại dính tin đồn mang thai lần hai khi vòng hai của cô bị soi lớn hơn thường lệ. Con gái lớn của cô hiện được 5 tuổi và vợ chồng Lâm Tâm Như Hoắc Kiến Hoa vẫn đang dồn mọi sự quan tâm chăm sóc cho cô công chúa đầu lòng. Trước tin đồn mang thai hay bí mật sinh con trai, Lâm Tâm Như và Hoắc Kiến Hoa đều không lên tiếng bình luận. Nữ diễn viên nổi tiếng hiện khá bận rộn với sự nghiệp. Trước mắt, cô còn có 2 dự án phải hoàn thành. Nữ diễn viên 7X là một trong 5 diễn viên kiếm bộn tiền nhất làng giải trí xứ Đài trong năm 2020. Cô còn có một công ty điện ảnh riêng và đang dồn tâm huyết cho sự nghiệp. Bên cạnh thu nhập từ đóng phim, cô cũng bội thu từ việc tham dự sự kiện, chụp hình cho các thương hiệu. Lâm Tâm Như chính thức trở lại làng giải trí vào năm 2019 khi con gái của cô được 2 tuổi. Thời gian qua, cô thường xuyên vắng nhà vào việc chăm sóc con gái cá heo nhỏ do Hoắc Kiến Hoa quán xuyến. Trong bài phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên thừa nhận cô ghen tị với ông xã vì anh có thời gian ở gần con gái. Được đưa cô bé tới trường, lên kế hoạch cho con gái hay đi chơi cùng cô bé. Hoắc Kiến Hoa đã tạm ngừng công việc gần 2 năm nay để dành thời gian cho gia đình. Trước khi kết hôn, anh là một nghệ sĩ nghiện làm việc và luôn cầu toàn trong công việc. Chính vì vậy, anh luôn được đánh giá là một nghệ sĩ thực lực và tài năng. Tuy nhiên, 2 năm nay, Hoắc Kiến Hoa tạm rời xa phim trường với lý do chưa tìm được dự án ưng ý. Anh không ngại mang tiếng là ăn bám vợ hay phụ thuộc kinh tế vào bà xã, bởi bản thân anh cũng là một nghệ sĩ giàu có và có vị thế trong làng giải trí xứ Đài. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.